Xin chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách chúng ta sử dụng cái Rarafuel trên bản Firefly miễn phí. Thì hiện tại thì mình đang test cho các bạn một cái file ảnh thay đổi cái bông này các bạn. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn nhanh các bước để chúng ta sử dụng trên đây á. Thì hiện tại thì Firefly cho chúng ta miễn phí cái bản này trên trang chủ, nên các bạn phải có một cái tài khoản Adobe Firefly ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ nhanh rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái chi tiết hơn. Thêm một cái tính năng nhanh để cho các bạn tham khảo. Thì ở đây nó hỗ trợ chúng ta cái tính năng remove background này các bạn. Thì đối với cái tấm ảnh này mình sẽ test cho các bạn xem luôn. Thì về cơ bản á, thì đây là nó hỗ trợ chỉ một vài công cụ thôi. Thì các bạn thấy đây, nó sẽ remove background cho chúng ta nè. Các bạn thấy AI tự động ha. Đây là một cái file thô, mình chưa chỉnh sửa gì cả. Mình sẽ test nhanh cho các bạn xem cái tính năng tự động của nó như thế nào. Thì các bạn muốn đổi phông á, thì các bạn ok, thì sau khi chúng ta nhấn cái lệnh á, thì nó sẽ tự động nó đổi phông cho chúng ta nè. Mình thấy nó cũng khá là thông minh rồi ha. Nhưng mà nó sẽ bị lỗi khá là nhiều nha. Đối với cái file ảnh này thì chi tiết hơi nhiều, nên cái Rarafuel này nó sống không có nhận diện như chúng ta được. Rồi bây giờ mình sẽ test cái tấm ảnh khác cho các bạn tham khảo ha. Rồi đương nhiên thì cái file ảnh này á, chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể download về dưới dạng PNG ha. Các bạn có thể download về một cách miễn phí. Thì AI nó hỗ trợ chúng ta xong rồi cho chúng ta download về luôn. Đây, cái ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta download về dạng PNG ha các bạn. Đấy, PNG. Đây, chất lượng ảnh không đổi ha. Rồi. Ok, thì các bạn thấy đây là những cái tính năng đã được cho phép sử dụng trên Firefly. Thì các bạn để ý, đây là một những cái tính năng nó có hỗ trợ AI á. Thì các bạn click vào thì nó sẽ cho chúng ta sử dụng. Thì hiện tại mình thấy cái tính năng trên Rarafuel thì mình thấy nó hữu ích nên mình chia sẻ thôi. Còn những cái tính năng khác thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt. Đó, bây giờ các bạn truy cập vào thì nó sẽ cho chúng ta upload lên một cái file ảnh để phần mềm nó xử lý cho chúng ta. Thì ở đây nó sẽ có những cái ảnh demo nè các bạn. Đó, cái bản tree nè, thì nó sẽ demo và nó thay đổi ảnh nè, và nó hướng dẫn chúng ta khá là chi tiết, nên các bạn có thể tham khảo. Rồi, thì các bạn muốn sử dụng miễn phí á, thì chỉ có cách này thôi. Đó, hoàn toàn miễn phí. Đối với tấm ảnh này thì chúng ta sẽ xử lý nhanh được nè. Thì ở đây mình sẽ remove background đi ha. Thì mình thấy cái tính năng này nó remove background. Thì các bạn thấy ở đây nó hạn chế một số công cụ nha. Đó, các bạn thấy đây là cái phông tạp nhưng mà nó remove gì cũng khá ổn rồi. Các bạn có thể yêu cầu nó thay một cái phông cảnh chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra lệnh thay một cái phông cảnh, phông màu hoặc là bất kỳ cái phông gì mà các bạn muốn. Rồi ở đây thì mình sẽ ra lệnh cho nó là thay một cái background màu nâu, nghệ thuật một chút. Thì bây giờ mình sẽ nhấn Rarafuel thì nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể chờ trong giây lát. Thì đối với cái AI này thì các bạn có thể sử dụng không có tốn dung lượng của CPU nhiều lắm. Thì nó sử dụng trên đám mây của Adobe, nên các bạn cứ yên tâm mà dùng ha. Đó, thì chúng ta sẽ có được một cái ảnh thay phông như thế này. Ok ha, thấy khá là đẹp rồi đó. Đó, nhưng mà nó lại thêm, có cái tấm này nó thêm cho chúng ta một cái chi tiết nữa các bạn. Cái này là chi tiết của cái kẻ tóc đó. Mình thấy tấm này đẹp nè, nó ra được bốn cái background, bốn cái background, nó thay, nó giữ, nó tạo bóng cho mình luôn nè. Mình thấy nó tạo bóng luôn ha. Ok, thì mình thấy cái tấm này nó khá là hợp lý nè ha. Mình chỉnh sửa thêm nữa, nếu như mà nó xuất được file BSD thì mình có thể chỉnh sửa thêm. Còn này nó AI nó tự động thì nó chỉ được vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ down về ha. Các bạn cứ down về thôi đó. Rồi ok, thì đối với cái file ảnh này thì mình test cho các bạn, thì mình thấy đó đã sử dụng ứng dụng tốt trong cái quá trình mà thay phông ha, tách phông ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ứng dụng là đổi một số vật thể trên người đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn cái thay đổi một số vật thể trên cái tấm ảnh này. Thì để thay đổi thì chúng ta bắt buộc phải tạo vùng chọn cho nó ha. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo vùng chọn bằng cách là chúng ta bôi bỏ những cái vật mà chúng ta cần thay thế á, thì nó sẽ tự động nó làm. Hoặc là các bạn ra lệnh, ở đây mình sẽ chọn cái chọn qua insert và các bạn chọn Rarafuel đó, thì nó sẽ tự động làm cho chúng ta.
Rồi ok thì nó chỉ thay cho chúng ta những cái hạt lúa tương tự thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn cancel, mình tiếp tục mình ra một cái lệnh. Ở đây mình sẽ cho nó một cái lệnh là đi vào tạo một cái con chim ha, một chim bồ câu đi. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái lệnh bằng tiếng Anh nha. Nó sẽ tạo cho mình một cái con chim đó. Ok, thì ở đây nó mình ra lệnh là con chim bồ câu. Thì những cái dùng của mình khoan nè, thì nó sẽ ra hai con, ba con chim, hai con chim ha. Ok thì đó, những cái thứ mà mình muốn thay đổi á, thì mình sẽ làm như vậy. Rồi thì các bạn đồng ý thì các bạn nhấn khép cho qua. Thì các bạn muốn tạo thêm những cái vật thể khác á, thì các bạn có thể khoanh như vậy. Ở đây thí dụ mình muốn thêm một cái con thỏ ở đây chẳng hạn, thì mình sẽ khoanh như thế này đó. Rồi sau đó mình sẽ ra một cái lệnh, hoặc là các bạn chọn insert này ha, các bạn sẽ tự động, nó sẽ tự hiểu. Thường á thì mình muốn thêm bất cứ vật gì lên một tấm ảnh đó, thì mình vẫn khuyên các bạn nên ra một cái lệnh, thì nó sẽ tốt hơn là các bạn tự nó làm ha, nó cũng không hiểu lắm. Rồi thì thường auto á, thì nó tự hiểu là nó sẽ tạo thêm hoặc là xóa bỏ tùy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ra lệnh đi. Ở đây thì mình sẽ cho một cái lệnh là tạo cho thêm một cái chú thỏ trong đó. Chú thỏ ở trong cái giỏ này ha, để thử coi nó như thế nào. Đó à, các bạn, đây là chú thỏ nè. Mình thấy cái chú thỏ này nó tạo khá là hay ha. Ok, cái chú thỏ này thì nó rất là thật, nhưng mà nó chỉ thấy được cái đầu thôi ha. Chú thỏ này giống nè, đẹp nè, cho qua đó. Ok. Rồi thì đây là những cái trải nghiệm nhanh của mình về cái render field trên Adobe FireLight. Thì các bạn nào quan tâm á, thì có thể dùng rồi ha. Thì ở đây là bản đang là cái bản beta miễn phí, nên các bạn có thể sử dụng bất kỳ những cái gì ở trên đây nếu như mà cái phần mềm cho phép chúng ta ha. Thì đó là cái tính năng render field mình thấy nó hữu ích ở thời điểm hiện tại trên cái FireLight miễn phí này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tạo những cái khung ảnh, những cái bức tranh ảnh theo ý của mình khi mà các bạn muốn thay đổi. Thì ở đây nó mặc định cho chúng ta những cái file này nó đã tạo sẵn, chúng ta chỉ cần thay đổi một số theo ý của các bạn là được ha. Thì ở đây nó có những cái lệnh được phần mềm nó gợi ý sẵn cho chúng ta nè. Các bạn chỉ cần chọn thôi thì nó sẽ tự tạo cho các bạn những cái vật thể, những cái con vật ha, tương tự như vậy. Các bạn chỉ cần chọn nha những cái hiệu ứng, những cái timeline mà các bạn thích thôi. Rồi ok, thì đây là cái những cái trải nghiệm nhanh của mình, thấy nó cũng khá là thú vị. Cho các bạn nào mà chưa biết á, thì các bạn có thể trải nghiệm và ứng dụng ha. Hiện tại thì Adobe FireLight cho các bạn miễn phí một số tính năng ở trên đây. Rồi chúc các bạn thành công và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.